Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến kênh chăn nuôi Bến Tre nghe. Hôm nay em lên cặp bò cái trơn chú anh chị. Đây, trước khi em gửi đến hình ảnh chi tiết về cặp bò này thì cô chú anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ em để theo dõi những clip mới nhất từ kênh chăn nuôi Bến Tre là những mua bán bò. Đây, giờ em gửi hình ảnh chi tiết căn cảnh cặp bò này cho cô chú anh chị xem nha. Cặp bò xin nè, xin chữa to nha. Con này thì chỗ nhà nó chữa là 4 tháng nè chú anh chị. Đây, chiều cao là 1m25 bò, chân nè cầm đứng thẳng nha chú anh chị, dạo yếm có nha, đúng nè, phóng heo quan sát là chân móng ha, hoàn thiện, không bị bú gấp xe gì hết, phóng sò luôn hai chân trước nè, có hai chân sau đó, đít nè, chạy đuôi nè. Rồi sấy nè, sấy tráng nè chú anh chị. Đây, sấy tráng nghe hoàn thiện nha. Sấy lưng. Ok luôn. Đó, con này đi lông nhuyễn da bóng nha. Vú nè, vú to nè. Bốn vú nha chú anh chị. Đó. Thì tới con thứ hai đây, con thứ hai nè, con thứ hai chiều cao là 1m24 bò, cũng to luôn, chữa 8 tháng rưỡi. Bò này thì bò nhảy không em chú anh chị, cái bò nhảy không à. Tay chân nè cầm đứng thẳng luôn, chân móng hoàn thiện, không bị xuống lún ấp luộc ấp xe gì hết, móng hoàn thiện, móng sò luôn nha, dạo lún dạo yếm là con này dạo yếm dài coi không đó, vú là xuống vú luôn nha chú anh chị, 8 tháng rưỡi xuống vú rồi nè, 4 vú nha. Đó, coi sái luôn. Đây, sái tráng đây, hoàn thiện nha. Đó, sái lưng đây, nghiêm chỉnh luôn. Đó, thì cặp bò này chủ nhà nó dưới giá là 55 triệu còn thương lượng nha chú anh chị, 55 triệu còn thương lượng. Còn hai con đi da lông nhuyễn, da bóng mỏng. Đây, xin đít nè, con này 8 tháng rưỡi rồi đít nè, qua nè im đây. Nó qua còn đẻ rồi nè của chú anh chị. Con này mua về làm mấy ngày nữa đẻ thôi, tới phát lưỡi rồi nè. Đó, qua nó vậy nè. Đây, cái qua đây nè. To ghê không, còn đẻ rồi nè. Đây, đó. Chân cẳng hoàn thiện, cầm đứng thẳng nha. Thì em gửi hình ảnh cặp bò này vô cô chú chị mình xem, liên hệ em ngay nha, tên số điện thoại màn hình nha. Giá 55 triệu còn thương lượng, thì cô chú chị mình ai quan tâm liên hệ ngay cho em để còn kịp nha. Cái đôi bò này giá là 55 triệu còn thương lượng. Bò này lúc này giá cả cũng hơi căng chú, căng một chút xíu đó. Bò lúc này là hút bò nha chú anh chị. Đây, hoàn thiện nè, con cao 1m25 này chữa 4 tháng, con cao 1m24 này chữa 8 tháng rưỡi, vậy thôi nọc nhảy nha. Còn hai con này không có bông giá hết nha, một màu hết nha, một màu đỏ, không có bông giá gì hết. Con này 8 tháng rưỡi nè, còn đẻ nè chú anh chị, thấy đít nè, qua nó không to ghê không nè, to ghê không, chân nè đó. Thì con này giá sấy tráng nè, sấy tráng nó nằm lên đỉnh đầu đó, sấy lưng nè, xem lại nè. Đây, thấy màu đỏ đẹp không, đỏ mặt đẹp không, lông nhuyễn nha, dạo lún có nha, con này dạo lún hiên ngắn hơn kia chút, vú to nha, chữa 4 tháng, ngập nhảy.
Đây. Hoàng nữa em xin cô chú anh chị mình đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Thì có gì liên hệ cho em số điện thoại để trên màn hình. Giá là 55 triệu còn thương lượng nha. Đây, vú nè, vú tới vú xuống rồi cô chú anh chị. Gần đẻ rồi. Đây. Đó, tướng nó liền lạc không? Bò ngon. Hiện hai con bò to nha. Thì con hai con này thì có chỗ đẻ rồi nên nó sẽ nở nang nữa, phát triển thêm chiều cao và chiều ngang nữa nha. Chân nè, đít nè, đó. Đó thì nhanh tay nhấc máy gọi cho em ngay để sở hữu cặp bò về làm bò nền và phát triển kinh tế nha chú anh chị. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú chị mình đã xem ủng hộ hết video của em nha.